Xin chào các bạn, trước mắt chúng ta đây là một lô hàng của mình mới về. Đó là 100 cái giá để bản nhạc để phục vụ cho các bạn tiện trong quá trình luyện tập thổi sáo, có một cái tư thế đúng, tư thế thuận tiện trong việc luyện tập các bạn nhé. Đó, và các bạn có thể thấy ở đây, khi mà mình khui cái bao ra nó sẽ như này. Đó, và cái này thì tháo lắp thì rất là đơn giản. Đó. Bên ngoài khi mà gói hàng gửi đi cho các bạn, bên mình sẽ có đìa cứng bên ngoài nữa, nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Đó, cái này thì nó có các khớp rất là dễ thôi. Bây giờ mình thực tế sẽ lắp một cái để các bạn thấy này. Đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một, đây, nâng nó lên như này. Chúng ta sẽ có một cái chốt cuối cùng này. Đó, để chúng ta vặn nó hơi lỏng lỏng nó một chút, đúng không? Đấy, và chúng ta kéo xuống thì đây là cái phần chân. Các bạn có thể kéo rộng hoặc là vừa thì tùy. Sau đó chúng ta siết lại. Đó, chúng ta đã có một cái phần chân đứng. Đó, tiếp theo là hai cái khớp này, đây khớp này và khớp này là để tạo cái độ dài. Và các bạn có thể là độ cao từ 40 cho đến 1m2. Đó. Thì các bạn có thể tùy điều chỉnh độ cao nhé. Đó. Thế còn là sau đó thì chúng ta sẽ cái phần này, đây, chúng ta sẽ mở như này. Đó, như một cái trang sách mở ra. Đó là chúng ta đã có được cái giá để phần nhạc. Ở đằng sau này nó cũng có một cái vặn này nữa để chúng ta có thể là điều chỉnh được cái này. Tức là nó sẽ ngửa ra đằng sau này. Đấy, hoặc là nó vừa này để chúng ta điều chỉnh cái độ nghiêng cho nó phù hợp, đúng không nào? Đó. Ví dụ khi điều chỉnh được rồi các bạn sẽ vặn chốt nó lại. Đó, thì nó sẽ giữ ở vị trí các bạn mong muốn, đúng không nào? Trên cái phần giá để bản nhạc đây thì nó sẽ có hai cái tay giữ này. Đó, để giữ cái bản nhạc của các bạn. Đó. Thì đây là thực tế hai cái mình đã lắp hoàn thiện. Đó. Cái này là ở mức thấp thì các bạn có thể điều chỉnh độ cao nhé. Thế còn cái đây là cái mình đã lắp cao sẵn để tiện cho việc các bạn muốn đứng để thổi sáo, đúng không nào? Đó, ví dụ như đây. Đấy, mình sẽ đứng thổi sáo như này thì các bạn có thể thấy không? Đó. Đấy, rất là vừa. Đấy, nếu như khi chúng ta ngồi ghế thì chúng ta lại điều chỉnh nó thấp xuống một chút, đúng không nào? Đó, điều chỉnh xong các bạn lại vặn cái nút này lại. Đó, thì chúng ta có thể ngồi ghế hoặc là đâu đó thì chúng ta có được một cái tư thế thuận tiện nhất để cái việc luyện tập thổi sáo nó hiệu quả các bạn nhé. Nếu như bạn nào quan tâm cần mua cái sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ với cái số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình đấy ạ. Bên mình sẽ liên hệ tư vấn chi tiết cũng như là sẽ gửi cái sản phẩm sớm nhất đến cho các bạn. Và bên ngoài cái việc là túi này thì mình sẽ bọc cái lớp bìa bên ngoài nữa để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các bạn.